sát chưa kìa. IQ hiểu được bao nhiêu về cảnh sát hả? Ừ, cảnh sát thì IQ chưa hiểu, tại vì mà chút chút cũng có hiểu, nhưng mà mấy cái chuyện đó là bí mật quốc phòng, phải không? Mình không nên nói ra, phải không? Nó cũng là chiến lược, cho nên mình nói ra mất hay. Ngày nào Rồi IQ vẫn Lisa Phạm đó là AQ là thằng BD kìa, thì Lisa anh AQ có giải thích gì không? quỷ sứ nè, biết mà còn nói nữa, ghét ghét sợ luôn á. Vậy là mới mốt là gì mà đóng đóng phim hài là cái giọng BD là nhờ cho AQ lồng tiếng giùm nha. Thấy hợp lắm rồi đó. Nó quỷ sứ cũng phê ta không, mà cứ 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 điểm cứ trời ơi, cứ vạch lá tìm sâu cho người ta biết hoài, quỷ sứ kia. Đó, đây sao nhiều bạn hỏi anh AQ ghê ta. Thôi kể Gì? đây thì AQ BD nhưng ít ra cũng còn chất hơn Lisa. gọi là Duy cũng hiểu mà, mọi người Việt Nam mình có những cái đó đó, như Duy nói đó, nó có cái tánh rất là xấu, khi mà thấy mình mà được lên nói chuyện này kia thì họ lại có cái tánh ganh tị, cho nên mình cũng chấp nhận thôi, không gì hết á, mình chỉ chấp nhất những dưới những người nổi tiếng à thì mình chịu, còn những người không nổi tiếng thì mình cũng ok thôi. Ừ. IQ cái này là học hỏi của Duy đó nha, Đúng thiệt rồi. IQ. Mình sống trên đời mình Còn phải quân tử đúng không? đúng, Mình chấp nhất chi những người không bằng mình. đúng vậy, tại vì dù dù sao đi nữa IQ cũng được Duy mời lên đây, không couple time 2-3 lần, còn những người dưới cái ăn ẩn đâu được mời lên đâu, cho nên Đúng thôi rồi. kệ Nói đó đâu có được gì đâu mà mời chi mất công. đó. Đó mình phải nói chuyện đàng hoàng chứ. Cái gì cười ghê quá ông ơi, cái gì kỳ vậy trời, mèo ngủ đi mèo. Không, cái nãy đó lần sau đó ấy kêu muốn muốn chỉ cho Duy nói tiếng Mỹ, đừng có nói I don't care, I don't care nó nhẹ lắm, lần sau phải nói là I don't give the fuck. Hiểu không? Thôi cái đó phải kiểm Ơi chứng, nó bậy nó bạ nó chửi thấy mẹ luôn. Cái câu thiệt. nào thầy, cái câu nào cô giáo dạy thì nói chắc cú. Ông A Quy dạy nguy hiểm lắm đúng không, quá nói đã rồi cái nó tưởng nó chửi lại thấy nội luôn. A Quy Lisa hâm A Quy kìa, nói mày phản Việt Nam Cộng Hòa coi chừng tao. Mấy cái vụ này IQ đã gặp qua rồi. Ngày xưa mà IQ đối đầu với cái đám Triều Đại Việt, không biết là Duy nghĩ có biết Triều Đại Việt là ai không, nó cũng Kể bốn nghe sơ lá bốn sơ đi, lý tôi vậy cũng không biết luôn nữa. Giống đó. triều đại Việt Nam hồi xưa hả? Triều đại Việt là phong kiến đó hả? Đó, một cái tổ chức có 3 thằng, à một thằng ở Ghê vậy. Mỹ, một thằng ở Pháp, một thằng Rồi. ở Canada, mà lên là 10 cái like, là 9 cái like chửi rồi, mà chửi thậm tệ, chửi không ra cái gì đó, mà nói là tổ chức để chống cộng, để có 10.000 quân này kia, là chuyện sỉ nhục cho người Việt Ủa, Nam Cộng A Hòa. Quy cho hỏi một cái, ví dụ như nó nói nó có 10.000 quân vậy thì quân nó có trả lương không? Các mẹ ở đây nó có tiền ăn đâu mà trả lương, xạo. Ờ đúng rồi, chứ Thì 10.000 quân lương mẹ trả sao nổi. đó, cho nên những cái như vậy đó, để cứu đồng ý, mình ở hải ngoại mình kêu gọi đấu tranh đồng ý, tại vì tự do ngôn luận được, nhưng mà đừng có quá đáng, đừng có nói ra những cái mà không có. Người Việt ở khinh, mà người Việt ở khinh là mình không được ủng hộ, không được ủng hộ lấy gì mà lật đổ được cộng cộng sản, méo luôn đi. Cho nên những cái đó IQ không có thấy, nó không có đúng, không. Nhưng mà IQ ngày xưa IQ cũng đã từng đi diễn đàn và đã từng gọi là phanh phui những cái đó, đúng thì phải đúng, kêu gọi phải cho chuẩn. Nhất là không được đưa dân vào cái chết. Cái đó là lòng tự quyết, là phải để cho người dân chứ không phải là người Việt hải ngoại, nhưng mà họ họ không chịu làm. Nhưng mà cho nên năm trước IQ đã làm rồi chứ sao không, IQ đã làm đủ thứ chuyện hết, nhưng mà bây giờ thì IQ không Vậy vậy có tóm lại triều đại Việt cho nó muốn gì? muốn tiền. Alo. Tiền đâu muốn. Bây giờ dễ lắm, IQ để dưới sự nha nha, một cách mà để làm tiền rất là dễ nè, mình lập lên Sao? một cái tổ chức, mình lập lên một cái tổ chức, mình hô hào cũng Ừ. cũng có đó, mình có tiếng vang đó, giống như hồi bữa đi có đặt bơm ở quận 12 thì có đó, mướn 1-2 thằng đặt bơm đi, thì cái tiếng vang của cái tổ chức mình nó lớn lên, thì mấy ông cộng sản nằm vùng ở bên này nè, ổng thấy tại sao cái nhóm này, cái tổ chức này nó lớn vậy, thì bây giờ mình nên mua chuộc nó, tại thời buổi này tiền mà
đâu có bao nhiêu, đưa cho nó chừng 1 triệu đô à, là nó mừng chết chết luôn. Tại vì ba thằng đó là không có thằng nào làm được 1 triệu đô đó. Có nghĩa là đối với 1 triệu đô thì mình làm việc quốc gia quốc lớn thì không sao đó, mua chuộc những thằng đó, dùng cái tổ chức đó để đi đánh ngược lại tất cả những cái tổ chức khác. Có nghĩa là họ họ sẽ lên chửi, gọi là chửi tổ chức lớn, tổ chức này chúng nó, đó là những việc thằng Triệu Đại Việt đang làm. Và IQ đã nhìn, IQ đã nhìn ra một năm mấy này rồi, nhưng mà mọi người không biết. Nhưng mà IQ nó thành công không? Có chứ, nó ủa, cũng có, nó thành công. Nó có kênh trên YouTube không anh? Có chứ, quá trời luôn. Nếu mà Duy mà bấm lên bấm là Hoàng gì, hội 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 luận Quỳnh Thanh Hoàng gì đó, nghe nó giống nem vậy với cha. Không thì cứ bấm gì đi, thì cứ bấm đi, nó có một Quỳnh cái Thanh Hoàng hả? Quỳnh Thanh Hoàng hội luận gì đó, nó có nhiều lắm. Trời ơi, nó có cả mấy trăm cái live lận, ngày nào nó cũng lên nó nói. Mà đó là cái cách mà nó bị mua chuộc, là nó muốn tạo tiếng vang À thấy để rồi, đó, Quỳnh Thanh để được mua Hoàng. chuộc. Nhiều lắm, nhiều lắm. Cho nên ngày hôm nay á, trên mặt truyền thông đó, tất cả chính trị Trời không ơi, phải, cái kênh này mà làm ăn gì ông nội. thì cứ bấm đi, nó có nhiều thằng lắm. Thấy rồi, Dù kênh cùng bắp. đã nói thì Nè cái kênh này đúng YouTube không? đó, Kênh này đúng không? cái đó là cái chính. Ở cái chính là Triệu Đại Việt là chính đó. Trời ơi, cái kênh gì đâu có 3k 2 subscribe ăn uống cái gì. Thì Tôi có liếc mới qua 27 thằng like, 7 thằng dislike, tỷ lệ dislike gần 1/4. Đúng không? Cái kênh gì đâu mà có 3k 2 subscribe ăn cháo ở dưới còn một cái bắp của khán giả là sao? thì ai kêu nói nguyên Đây, nguyên gì cái đây? tổ nguyên nguyên cái tổ chức có ba thằng Trời à. ơi, nó chửi quá trời luôn rồi mẹ ơi. Thì đó, cho nên họ dùng những cái thủ đoạn rất là phải nói là bị ổi, chuyên môn đi đánh phá những người Việt hải ngoại. Những cái điều đó kêu không không thích à. Đó đó là cái cách làm truyền thông ngày hôm nay là vậy đó. Họ vì tiền thôi, họ Làm muốn ăn muốn gì dở tạo cái, hẹt hả? Làm thì chán mày đó. ba thằng có thằng nào đầu óc thông minh đâu mà không dở. Trời ơi, làm thua Nói mấy chuyện nhỏ nữa. đương nhiên, cái là đương nhiên, cái Năm chuyện năm đó người năm Việt mươi hải chưa ngoại đến rất là giờ biết. nó làm được dẹp mẹ đi chứ, đầu tư thì tốn thời gian quá, nhìn cái kinh người ta mà học nè. Đúng Đúng rồi. không? Thấy kinh không? Đó, surprise Đúng cái rồi, là 7 triệu luôn. đúng rồi. Thì ai kêu mới nói á, nếu mà Đó. muốn làm marketing á, giỏi á, là phải hỏi Mai Dương à, muốn Đó quảng không? cáo là phải hỏi Mai Nè, Dương. cái clip nè, up lên có 5 tiếng đồng hồ thôi 1 triệu view. Đúng Nghe rồi, không? đúng Up rồi. 1 tiếng đồng hồ thôi có 1 triệu view luôn. Lượt thích kìa, lượt thích là 41k, lượt ghét là 820, tỷ lệ thích trên ghét là hơn 40 lần. Đúng rồi. Thì đó, thì cho nên nói thật thôi, đa số cái những cái kênh Ông ta lộ mà đó đổi nghề giùm đi, trời đất ơi, làm cái gì đâu mà tỷ lệ yếu vậy không biết nữa. thì tại vì ra bị người ta biết rồi, những cái mưu mô xảo quyệt của chúng là người Việt hải ngoại biết rồi, cho nên đâu có thèm tham gia ủng hộ. Cho nên người Việt trong nước cũng vậy thôi, cũng biết rõ cái đám Triệu Đại Việt là ai, cho nên họ không được ủng hộ. Cho nên như vậy thôi là đúng rồi, làm không có đã nói, ai kia phải nói rồi, phải hiểu muốn làm việc gì là phải hiểu người dân trong nước, cái đó là cái quan Đúng trọng, rồi. chứ không phải mình ở ngoài mình cứ đánh trống la làng ở trong nước, không ăn nhậu gì hết đó. Mình phải hiểu người dân muốn gì ngày hôm nay, đúng Đúng rồi. không? Bức xúc chỗ Chứ nào thì mình mà phải bây đồng giờ mà cảm. phát livestream mà muốn nhiều view á, kiếm cái vú bự á. Chứ đưa mấy ông già ai coi. Mấy ông Đúng nghĩ coi, quá Duy Nguyễn đẹp trai vậy nè, coi cũng có khi vậy. nhiều khi ít. Đúng không? Bây Ừ giờ đúng rồi. làm ăn giờ nó khó lắm. Bây giờ nó khó. Thứ nhất á, là mình nói chuyện nó phải vui đó, mình nói chuyện nó phải hài, và mình phải có hàng nữa, người ta mới coi, người ta mới share, nó mới mang cái độ lan tỏa. Chứ bây giờ đầu tư mà đưa mấy ông già này lên nói chuyện không ai coi hết á, đông Đúng vậy nè. rồi, đúng rồi. Ta nói phải làm sao phải lấy được lòng dân. Dân mà là mà mà chính. mà mà Huy phải hiểu nữa, lấy được lòng dân hay không là tuổi trẻ. Chứ bây Đúng giờ lấy lòng vậy. dân mấy ông già ngồi nhau coi nhau làm gì, chạy Đúng bộ vậy. ba bước thở như trâu làm ăn được cái gì Đúng anh rồi, đúng đó. rồi. Mà muốn lấy được lòng dân tuổi trẻ đó thì ngoài tiền ra còn phải có gái đó. Ngày xưa đó Đổng Trác đó mà mua chuộc Lữ Bố là phải vừa tiền vừa gái, chứ ở đâu ra mà hả
không có hàng, không có mồi, không có gì trơn mà đi dụ được. Ừ, nên cái kênh bây giờ lập ra mấy năm trời mà thấy có 3k 2 subscribe là thất bại nặng lắm rồi. Anh bỏ thằng đó qua bên, nên thằng đó, thằng đó không có đáng để cho anh đàm. Anh phải đàm thì đúng rồi, cho nên EQ nói là năm năm trước khi mà cái nhóm này mới tổ chức, mới lú đầu ra đó, thì EQ đã quấn dồn dập tụi nó rất là nhiều. Và sau đó thì EQ biết được là à, thì ra là chả có gì hết. Cũng như mình những cái thời gian qua mình trọng tâm vào mà tham gia những đàn để mình nói lên những cái này kia, nó không có hữu hiệu, không phải hữu hiệu mà không có ý nghĩa nữa. Tại vì không có người coi, và không có thấy là toàn là xạo không ạ. Là người dân trong nước đã hiểu ra rồi, đã biết rồi là cái nhóm này là một tổ chức xạo, cho nên EQ mới thích vào mà trong... em nghe nói bển có nhiều tổ chức xạo lắm phải không anh? Giống như là có mấy chứ. Nội già già bển như lương hưu sống không đủ á, ra đường kiếm thêm có không anh? Ra đường kiếm thêm là sao Duy? Cái đó tức là ra đường cho là làm khách mời chỗ này kia rồi phát livestream này nọ đó. Không, phát livestream thì không có tiền, nhưng mà phải nói, nếu mà muốn nói cái tổ chức mà lớn nhất ở Hải Ngoại mà có tổ chức đàng hoàng nha, có nghĩa là tổ chức mà có tiền lớn nhất là tổ chức Việt Tân. Cái đó có thật. Có nghĩa mà là hàng năm nó có kênh truyền thông không anh? Không đâu, tụi nó hay lắm. Nó có chứ, nó có, nhưng mà không biết. Có nghĩa là SBN nè, có những cái đài của San Jose nè, có những cái đài truyền TV lớn đó. Ví dụ như SBTN em biết. Em ví dụ em ở trong nước em nghe nói là ví dụ như ông Điếu Tràng Nguyễn Văn Hải á, ông đi qua bển rồi xong rồi ông lên ông phát mấy cái đài truyền hình gì lần được 1.000-2.000 đô mấy cuốn đầu phải không ạ? Cũng là có mấy thể. lần lên phát vậy á, thì nhà đài trả tiền cho ổng rồi chừng Cũng... 10 lần 20 lần cái ổng hết hot rồi, giống như là sau đúng về chiều rồi thì người ta không muốn nữa, và lúc đó ông đi cũng lon phải không anh? cũng 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 có thể. Đúng đó, đúng đó, đúng đó. Tại vì cái kênh truyền thông của mà TV hay là radio của thằng SBTN là đằng sau là cái sự hỗ trợ của Việt Tân. Có nghĩa là họ lợi dụng cái kêu gọi mà hàng năm nó có tổ chức là lấy gì thương hát cho thương phái binh gì đó, thì tiền thâu vô là cả triệu đồng hơn hàng năm, thì họ lấy cái tiền đó rồi họ mới tuyên truyền ngược lại và họ dùng hát với anh đúng nhưng không? Hát về anh gì đó. Gì đó đó. Đó đó. Đó là những đó là cái thật đó, cái tổ chức đó là tổ chức gọi là làm tiền thiệt. Còn những cái tổ chức khác, cái dụ là không phải tổ chức nha. Có mấy cái tổ chức thôi, không có nhiều, đa số là cá nhân. Thí dụ như Benny Trương, Tân Thái là cá nhân, không phải tổ chức. Không phải tổ chức. Tổ chức thì nó ít lắm, nó không có nhiều. Nó Ủa có em nghe nói ông Benny Trương ông giàu lắm phải không anh? Ông là tỷ phú phải không anh? Ông mà tỷ phú là EQ chết liền á. Chứ sao em nghe Làm mấy gì thằng có mình nói là ông đó giàu lắm, ông kinh doanh gì á. Không có đâu, EQ nói với lại Duy là ở Mỹ này ai là triệu phú thôi. Triệu phú là phải có 1 triệu trong nhà nha, chứ đừng có nói là cái equity hay là tiền asset. Kêu nói tiếng Mỹ luôn cho Duy học, asset là những cái vật chất cái này kia trong nhà là mà không tính nha. Cái tiền đó là người Việt rất là có, nhưng mà tiền mặt trong trong nhà băng kìa, 1 triệu đồng, EQ Tức chết là liền thiệt. số dư trong tài khoản ngàn là 1 triệu, ký quỹ Không đó. bao giờ có, không bao giờ có, hiếm lắm, hiếm lắm, chứ không phải không có, hiếm lắm. Phải làm ăn, còn phải làm ăn chứ còn mà làm mướn cho Mỹ không bao giờ có 1 triệu trong nhà băng cả, không bao giờ. Phải đầu tư vào địa ốc, phải làm kinh doanh thì nó có, còn ngoài ra không bao giờ có 1 triệu. Ủa còn anh biết MC Trịnh Hội sao hồi xưa Nguyễn Cao Kỳ Duyên bỏ không anh? Biết Trịnh Hội là một con cáo già. Ngày xưa là có vậy là quốc Nguyễn tịch Cao Kỳ Duyên là một con nai tơ. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Tại vì Trịnh Hội là một người có quốc, nên nhớ ngay từ đầu Trịnh Hội là người có quốc tịch Úc, muốn được qua Mỹ ở, thì mới gạ vào lấy Kỳ Duyên, gạt tình Kỳ Duyên. Trong cái vụ đó Kỳ Duyên khóc rất là nhiều, và cô ta đã từng lên, cô ta đã từng lên Facebook và phân trần với mọi người rất là đau khổ sau cái sự chia rẽ đó. Và ngày hôm nay đó, Trịnh Hội là một con cáo già đã lợi dụng được tiền của đồng bào, đã mua được 3 căn nhà ở tại Cali, và số nhà lên cả bạc triệu, hắn ta có 3 cái. Những cái đó là những cái có thật. Tức là 3 cái cộng lên 1 triệu hay là mỗi mỗi không. cái 1 triệu anh? Một cái là gần 1 triệu. Một cái gần 1 triệu. Ba cái. Công Trịnh nhận Hội có là hay Trịnh á. Hội là ai mọi người rất là biết, mọi người ở đây, cho nên lúc đầu thì người ta thấy những cái lời kêu gọi này kia thôi, chứ sau này lại lót mặt hết ra.
chứ vậy thì cho... biết lười mà không làm ăn gì, không không kiện tụng gì được luôn ha anh. Hiểu không hả? Chính hội nói là luật sư mà sao kiện được Duy, nó làm ăn nó khôn lắm chứ. Luật thì sư mà trịnh hội luật sư thì mình mướn đội phủ chơi trịnh hội đi. À như vậy là Duy không biết rồi, Đỗ Phủ là luật sư riêng tư của SBTN, của cái SBTN với Trịnh Hội là cũng gần gần một phe với nhau, à, là được nhau. được Việt Tân được Việt Tân hỗ trợ, cho nên không thể nào cũng được. Chỉ cho luật sư này giữ nè, mướn cho mướn cho bà luật sư BD cãi cho Minh Béo đi. Hơn nói cho không có đó, ở đây mình là Mỹ đó, mình không có ngồi nói được. Giống như người Việt Nam mình hay nghĩ là ồ tại sao không phải đồng Mỹ, nó làm cái gì nó phải có trình tự đàng hoàng, phải có những cái video clip, phải có bằng chứng cái này kia. Mình thấy nó như vậy, mình rất là ông Trịnh Hội này ông là luật sư nên một khi ông quyết định ông lừa là ông cũng khô mẹ rồi, đúng không? Ông đâu có đúng để vậy. Bớt đâu mà quốc ổng. Đúng vậy, đúng vậy. Đúng, cái điều mà hôm nay em nhìn nó trên truyền hình thấy ông Trịnh Hội đẹp trai, em thấy đoạn lắm luôn á. Trời ơi, ông Trịnh Hội ổng ổng Trịnh Hội lắm, tại vì biết sao không? Em thấy chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên tập game vú bự, mà biết sao này ba sữa ông nội ơi. Mà nghe nói Trịnh Hội á, nghe nói Trịnh Hội là chồng Nguyễn Cao Kỳ Duyên nó thần tượng lắm anh. Chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên đi về Việt Nam này làm giám khảo này có tiếng lắm, không phải giỡn đâu. Có một lần sùng vào Mỹ Tâm, trời để coi hai bên đam quá trời luôn. Nghe nói mấy cái nhà hàng của Kiều Duyên ở Việt Nam cũng đang bị thua lỗ phải không? Nghe nói người ta cái đó cũng... thì em không biết luôn á, chuyện mà mấy ngôi sao mà mở mấy cái nhà hàng em cũng rầm. Em nghe nói Dân Sơn tại... bị bể quá trời luôn. Đây, bây giờ nếu mà Dân Sơn thì nghe nói là Dân Sơn đang nè, IQ đang đọc một tờ báo ngày hôm qua là Dân Sơn đang thiếu thuế ở Việt Nam 100 triệu đồng mà chưa có trả, cho nên bộ chi cục gì đó ở miền Nam đó không có ký renew lại cho Văn Sơn về là cái hợp đồng gì đó. Có bây đó. Giờ Dân Sơn thiếu thuế 100 triệu hả? Ừ. Kêu anh Dân Sơn lại là anh có số điện thoại Dân Sơn, kêu anh Dân Sơn là đóng hài cho em đi, em trả 100 triệu là trả thuế. Ừ, có một cái thật. Trời ơi, có anh Dân Sơn đóng hài hay gì lắm chứ bộ giờ. Hình như là AQ có share lại cái bài đó về trang nhà của AQ đó, mà không biết là đúng hay không. Cho nên cái mà tiện thể nhân cái vụ Dân Sơn đây hỏi sao tự nhiên Bảo Liêm Dân Sơn nghỉ chơi vậy anh? Có luôn, là tại vì cái khúc mà cái thời gian mà nổi tiếng thì bị cái ca sĩ ở Việt Nam qua là Hoài Linh khi bước đầu mà bước qua Mỹ đó thì lúc đó Hoài Linh đang rất là nổi tiếng, mà những cái trình diễn nó mới mẻ lắm, thì lúc đó vì Văn Sơn là một cái tên mà gọi là lợi dụng mọi người để cho làm giàu cho mình, cho nên thấy cái sự nổi tiếng của thằng của ông Hoài Linh lên mới vừa lên đó, cho nên chụp vô ổng bỏ. Ủa vậy? Bỏ vậy như anh bỏ nói là ông Dân Sơn ông cũng đẻo hả? Ông không phải quá đẻo luôn, quá đẻo luôn. Trời ơi, đổ hết luôn rồi đó. Nhìn khuôn mặt cô chả nói chuyện cô chả đi, không đẻo còn gì nữa. Mình đã thể hiện quá. Ví dụ như nhìn khuôn mặt của Duy là làm sao đẻo được? Nhìn nó có khuôn mặt khúc hậu nó khác. Nhìn mặt Dân Sơn nhìn con mắt chả đi, mắt lòi mà nói chuyện mà cứ cái ấy là biết đẻo rồi, khỏi cần. Ủa vậy là Dân Sơn lừa Hoài Linh hả, hay là lợi dụng tiếng tăm của Hoài Linh để lúc đưa lên và bỏ Bảo Liêm, gọi là rất là tội nghiệp. Đối với Kiều nghĩ là mình không nên làm như vậy, tại vì Bảo Liêm là bước bước đầu tiên Bảo Liêm Văn Sơn là một tức là ngày xưa đó là Dân Sơn là chủ rồi, đúng. Bảo Liêm là làm chung Dân Sơn thôi, đúng mướn đúng không đúng những nhiều lắm. Không em những như vậy mà hồi nhỏ Việt Nam này em coi đĩa lậu của hàng giả đó. Không những như vậy mà Văn Sơn sau này đã gọi là trở mặt với lại Việt Thảo luôn, coi như không đúng. Cho Việt Thảo nhiều lắm ba, cái chuyện đó Mỹ hàng chi đúng em đó. Việt Thảo làm livestream đi bán tôm hùm nó cũng mấy kỳ trời. Đó, cho nên từ đó Việt Thảo mới có những cái chương trình là đi ăn uống free, quảng cáo free cho người ta này kia rồi đi hát free cho, không phải hát free mà đi làm MC cho nhà chùa, nhưng mà cũng có tiền chứ không phải không tiền nha, một lần là mấy ngàn đồng đó chứ không phải free đâu nha. Nhưng mà làm MC đó là cái chuyện đó nó xảy ra như vậy đó. Tiền nấu trả rồi. Không biết gì người ta nói tiền chùa mà không có tiền đóng góp thiếu gì Duy. AQ là chỉ thật sự AQ là người muốn nói là sự thật, không giấu giếm gì cả. Chuyện gì thật thì phải là thật nhất,
chuyện ở trong nước hay là ngoài nước, có thật thì có thật. Cho nên IQ cũng... mấy chuyện showbiz này vui nè, showbiz này nghe nó tiếu, nó hay. Ừ, đó. Cho nên những cái gì theo như anh Quy nói là đời sống của Bảo Liêm bên đó giờ ổn không? Nếu mà sống kiểu là trung bình như người Mỹ, tại sống có nhà có xe mà không thiếu nợ, không những ổn mà giàu nữa. Tại vì Bảo Liêm và có một cô vợ tên là Bảo Vi, thì hai người đó, đúng rồi, hai người đó đi hát show ở Mỹ rất là nhiều, hàng tuần luôn. Có nghĩa là họ chạy show mỗi lần mà đi hát cái gì đó, một cặp như vậy đó là khoảng 5.000 tới 6.000 đô một đêm. Một đêm nha, một đêm. Cho nên họ rất là giàu. Những cái gì chắc showbiz ở Mỹ không bao giờ nghèo, rất là giàu. Rất là giàu. Tại họ họ đi vào cái chủ yếu